Thầy ơi thầy, thầy giảng về lời Phật dạy như nào ạ? Phật không, Phật dạy cho các Phật tử mất tiền đấy. Phải mất tiền mới có phúc. Thế thầy cho con hỏi là bây giờ con muốn cúng dường thì như nào ạ? Cúng chuyển khoản và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa. Thế thầy cho con hỏi là bây giờ mà cúng thì cúng bao nhiêu ạ? Bây giờ mà ai đứng lên tuyên bố, thưa thầy, con cho thầy 10 tỷ, thầy xỉu liền. Thế nó khó khăn, đâm ra con cũng không có tiền ạ. Thế bây giờ thầy cho con hỏi là có cách nào không ạ? Người mà có tâm đạo đó, cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi cho khách ở. Mời đẹp, mời đẹp.